Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Phan Bội Châu là nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc ta trong những năm đầu thế kỷ 20. Bác Hồ đã rất trân trọng ông và nhận định đó là bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đã viết những câu thơ dậy sóng khiến nhiều người yêu mến, kính phục. Bài ca Chúc Tết Thanh Niên là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Phan Bội Châu. Đầu xuân năm 1927, học sinh trường Quốc học và trường Nhà Dòng Huế đến mừng thọ Phan Bội Châu 60 tuổi. Khi đó, ông đang bị quản thúc tại Huế. Ông đã viết bài thơ này để đáp từ. Bài thơ vừa kêu gọi, thôi thúc, vừa hun đúc thêm nhiệt tình yêu nước trong lòng những người trẻ tuổi đương thời. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu bài thơ Bài ca Chúc Tết Thanh Niên của Phan Bội Châu cùng quý vị và các bạn. Dậy, 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 bên án một tiếng gà vừa gáy, chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng. Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng, buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng. 20 năm lẻ đã từng chua với xót, trời đất may còn thân sống sót. Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh, thưa các cô, các cậu lại các anh, trời đã mới, người càng nên đổi mới. Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội, ghé vai vào gánh vác cựu giang san. Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan, dây đoàn thể quyết ghe phen thành nghiệp lại. Ai hữu chí từ nay xin gắng gòi, cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần. Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn, đúc gan sắt để rời non lấp bề, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Mới thế này là mới, hỡi chư quân, chữ rằng nhật nhật tân, hữu nhật tân.